Dạ rồi, Nhân xin chào tất cả cô chú anh chị nha. Bữa nay thì Nhân sẽ vào đây và Nhân quay cho cả nhà mình tham quan một cái căn nhà. Và căn nhà này là kế bên nhà của Nhân luôn nha cả nhà. Bây giờ là Nhân đang đứng với anh chủ nhà luôn. Anh tên là gì anh? Là Lương Trung Minh. Lương Trung Minh đúng không? Và là Phạm Mỹ Trinh. Rồi, là bây giờ là anh đang đứng tên căn này luôn. Đúng rồi. Thì bây giờ đầu tiên cho em hỏi cái giá trước. Em hỏi cái giá xong rồi em sẽ quay hết luôn tất cả căn nhà giống như khu vực xung quanh để cho khách hàng người ta biết á. Quan trọng nhất bây giờ anh Minh anh bán căn nhà này với giá bao nhiêu? 1 tỷ 580 triệu. 1 tỷ 580 triệu. Thì ví dụ như khi mà khách hàng ta đến xem ưng cái nhà rồi thì anh còn bớt hay không, hay là anh chốt giá này luôn? Cũng còn thương lượng bớt chút lộc ha. Rồi, tức là bây giờ cái giá là 1 tỷ 580 triệu và anh Minh vẫn còn bất lọc cho khách hàng nữa đúng không? Nếu mà khách tiện ý là sẽ có còn thương lượng. Rồi, còn thương lượng. Thì giống như cái nhà này, giống như em thì em quá rành rồi, nhưng mà để em nói cho khách hàng biết sơn xíu ha. Đây là cái địa chỉ của mình nè, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì tổng cái diện tích trong sổ của mình là 49,8 m² nè. Thì đất ở nông thôn, lâu dài nè. Và cái nhà mình quan trọng nha cả nhà. Quan trọng là cái nhà này đã được hoàn công rồi. Tức là ví dụ như là khi mà cả nhà mình về mình mua cái căn nhà này đó, thì khi mình vay ngân hàng thì Nhân sẽ hỗ trợ cho cả nhà mình vay ngân hàng nó rơi vào tầm khoảng 1 tỷ đối với căn nhà này luôn. Đó. Chỉ cần mình bỏ ra khoảng chừng 500 mấy triệu thôi là mình có thể là mua được cái căn nhà này rồi. Quá tuyệt vời luôn. Nó thì nhà của mình là hoàn công, là nhà cấp 3 này ha. Thời hạn sở hữu là không có thời hạn. Lâu dài à? Dạ, lâu dài. Cái lề trước mình là 2 m nè, nhà của mình là 5 m bề ngang, bề dài là 9,95 m². Rồi, đúng rồi. Cái sổ thì mình mới có luôn. Đúng rồi. Dạ, tháng 9. 29 tháng 9 2020. Tức là cái nhà này hồi trước đó là Nhân với lại anh Minh thì mua nguyên một cái dãy này là đều chung nhau hết, là cái hợp đồng mua bán với công ty. Thì công ty có sổ rồi, thổ đất rồi, bây giờ hoàn công luôn. Đó, cho nên là cái sổ nó mới chắc như vậy. Là hai bên có chung luôn á. Đúng, hai bên có chung một lượt luôn, nhưng mà lấy trước lấy sau thôi. Rồi, ở đây là cái sổ hồng luôn nha cả nhà. Thì rồi, cảm ơn anh Minh rất là nhiều nha. Bây giờ em sẽ đi quay tổng quan cái căn nhà cho khách hàng biết. Thì ví dụ khi nào mà có khách hàng xuống thì ví dụ như anh mở cửa không được kẹt quá thì em cho qua xem cái nhà của em. Dắt lên cũng được. Cũng được, nhưng mà ví dụ như gấp quá thì có thể là qua xem nhà em cũng được. Tại nó giống y chang, nó không khác gì hết. Rồi, ok, cảm ơn nhé. Để em quay cho khách hàng xem. Rồi, cảm ơn anh nhiều. Dạ, rồi bây giờ Nhân mời tất cả cô chú anh chị mình theo Nhân để tham quan căn nhà cũng như là khu xung quanh. Rồi, Nhân xin mời. Dạ rồi, bây giờ Nhân sẽ chia sẻ chi tiết cho cả nhà mình biết cái vị trí của căn nhà. Ví dụ như ở đây, ở trước màn hình của Nhân, đó là công viên 7 Kỳ Quan Thế Giới. Thì tính từ công viên 7 Kỳ Quan Thế Giới đó thì mình chạy vào tới cái vị trí căn nhà của mình đó thì nó tầm khoảng chừng 100 m thôi cả nhà. Ở đây thì dân ở rất là đông, rồi mình không có cần bàn tới cái vụ mà dân vắng này kia nữa nha. Dân rất là đông. Nó như cái nhà mình thấy ở bên đây là hầu như là ở nó đông kín hết rồi. Bên đây nó cũng có một lóc nhà liền kề của công ty xây nè. Rồi ở đây là cái lóc nhà Y7. Đây là một cái nhà lóc nhà phố liền kề. Thì nó bao gồm có 10 căn. Ở đây thì dân người ta cũng về ở rồi. Cô chú anh chị khách hàng về ở cũng rất là đông rồi. Và cái căn nhà này á là nó cặp bên cái căn nhà của Nhân luôn. Ở như cái nhà mình thấy là cái căn nhà của Nhân là cái màn màu xanh nè. Mặc dù Nhân chưa ở nhưng mà nội thất đồ này kia Nhân làm bài bản hết rồi. Đó, thì cái căn nhà nó là cái vị trí nằm kế bên Nhân, của Nhân là Y7.23. Còn căn nhà của khách hàng ký gửi hôm nay là Y7.24. Thì nó sẽ có hai cái đường đi vào. Ví dụ như là cái đường lúc nãy nha cả nhà. Đó, đó thì mình vẹo qua đây. Còn ở đây nó cũng có một cái con đường nữa. Thì những lấy ví dụ như là từ ngoài công viên 7 Kỳ Quan thì hai đường chạy vào luôn. Đó, ngoài kia nó chỗ cái đài phun nước cả nhà. Ở đây mình chạy thẳng qua đây. Tới đây tới đường N17 nè. Đường N17 mình rẽ vào. Và ở đây thì dân ở cũng rất là đông. Như cái nhà mình thấy đây. Dân ở rất là nhiều rồi cả nhà. Ở phía sau mình dân cũng rất là đông rồi. Ở phía sau là cái khu điện âm. Cái khu đó thì sổ sách giấy tờ nó chuẩn bị ra nè. Nó còn ở đây là của mình là sổ đã có rồi, nhà hoàn công rồi. Đây,
mình nhìn rõ cái căn nhà của mình nha cả nhà. Rồi, cái nhà diện tích là ngang 5, dài 10 mét. Thì cái vỉa hè ở phía trước của mình là 2 mét nè, cái lòng đường của mình là 6 mét. Thì tổng cộng cái lòng đường với lại vỉa hè hai bên thì cái đường của mình tổng là 10 mét. Và cái nhà bây giờ là cái hiện trạng là đang trống, mình mua về là mình ở luôn, không cần phải chờ đợi, không cần phải này kia nữa. Ở đây là có sẵn cho mình cái bậc thềm để đi lên luôn này cả nhà. Nó ở đây là do cái lốc này nó ngắn cho nên là khi mà công ty xây là xây hết đất luôn. Nó còn đây là cái view trước nhà của mình. Ngang 5, sâu vào 10 mét. Thì nói chung là cái nhà này chưa có ở cho nên là cái nhà mình thấy là nó cũng hơi dơ một chút xíu. Bữa nay là anh chị cũng xuống nhưng mà anh chị cũng nói là để lau dọn cho sạch sẽ, quay cho nó đẹp. Nhưng mà nhân nói thôi thì cứ để hiện trạng đi, để em quay. Em quay thì ví dụ như nó như thế nào thì nó như vậy nó sẽ hay hơn. Đây cầu thang đi lên. Rồi, căn nhà mình rất là rộng như cái nhà, do ngang 5 mét nó rộng lắm. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần ở trống ở dưới nè, giống như cái kho đó, mình để tất cả những cái đồ dùng nào không cần thiết mình sẽ để xuống đây. Còn ở đây là cái kho này để máy giặt. Đó, trong đây là nó chừa sẵn cho mình cái ống nước luôn cả nhà, ống nước thoát máy giặt á. Thì mình muốn xài máy giặt thì mình xài, còn không xài mình làm luôn cái kho cũng được, cất đồ ở đây. Ở đây thì có cái gian bếp nè, cái gian bếp cũng khá là rộng ha. Về nếu như mình ở thì mình sẽ lắp thêm cái kệ bếp nữa. Ở phía sau là nó sẽ có một cái giếng trời nữa nha. Đó, cái giếng trời này thì ví dụ như mình có thể là mình kéo ra kéo vào, kéo ra để lấy gió và lấy nắng, còn không thì mình kéo lại. Nó sẽ làm cho cái nhà mình rất là mát nha cả nhà, thoáng mát nè. Ở đây là một cái này có bồn lavabo rửa tay rửa mặt này, có kính sẵn cho mình luôn này nha, thấy nhân đẹp trai. Đó, ở đây là cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh của mình thì nói chung là nó cũng vừa phải, không quá rộng mà cũng không quá nhỏ. Nó có làm không, có bồn cầu. Ở đây là có máy nóng lạnh cho cả nhà mình luôn. Rồi, bây giờ Nhân sẽ mời cả nhà mình lên lầu nha. Thì cái nhà này cũng bên anh chủ cũng đã lắp sẵn cho mình cái thứ nhất là cái kính, và cái thứ hai là thêm một cái bộ cửa sắt nữa thì nó sẽ rất là an toàn. Về cáp này kia thì nó có sẵn hết trơn rồi, về mình câu vào thôi. Ở đây có điện chờ sẵn hết rồi, lắp tivi đồ này kia đó mình lắp vô. Rồi, nhưng mà lên trên. Lên trên thì mình sẽ có hai phòng ngủ và mình sẽ có một cái khoảng sinh hoạt chung. Ví dụ như ở đây mình có thể để một cái bộ bàn ghế gì đó để mình ngồi ở đây, ngồi với gia đình của mình, ngồi trò chuyện này kia cho nó thân mật. Sẽ có một phòng trước và một phòng sau. Mình lại phòng trước nha cả nhà. Phòng trước thì rất là rộng, rất là rộng luôn, thoải mái vô tư. Đó, mình đặt giống như bên nhà Nhân thì Nhân để một cái giường ngủ, rồi thêm một cái tủ đựng đồ, với lại một cái tủ trang điểm nữa, nhưng mà còn rất là rộng. Ở đây có chờ sẵn cho mình cái dây điện để mình lắp máy lạnh hết rồi cả nhà. Đó, đây là cái view trước nhà của mình. Ở đây sẽ có một cái cửa đi ra ngoài cái ban công. Rồi bây giờ mình sẽ ra phòng sau. Phòng ngủ sau thì nó sẽ nhỏ hơn phòng ngủ trước một chút xíu. Và ở đây là bên chủ đầu tư lúc trước chắc tường á, chủ đầu tư cũng làm cho mình những cái cửa sổ mở ra này. Đó, ví dụ như mình mở cái cửa giếng trời ra đó thì mình sẽ gió nó sẽ lọt vào, rất là mát cho mình ha. Đó, bây giờ là cái nhà là cái hiện trạng là nó như vậy luôn. Thì ví dụ như mình về thì mình kỹ thì mình có thể là mình sơn hết lại một chút xíu cho nó đẹp hơn. Rồi, ở đây là cái không gian của nhà vệ sinh này cả nhà. Thì cũng có lavabo, cũng có bồn cầu, ở trong là bồn tắm đứng luôn nha.
Đó, cũng có máy nước nóng lạnh luôn cho cái nhà mình, có sẵn luôn rồi đó. Đó là tao tặng cho mình luôn. Rồi. Đây, nhân cho cái nhà mình kỹ lại. Phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ trước, phòng ngủ sau. Rồi, bây giờ mình xuống dưới nha cả nhà. Nó thì như Nhân nói lúc nãy đó, là vì nó ngang 5m cho nên là nó rất là rộng. Ví dụ như mình để một cái bộ sofa ở đây thì cái khoảng trống nó cũng còn rất là nhiều. Ở phía sau là ví dụ mình về mình ở thì mình sẽ làm một cái giống như một cái kệ mình chắn ngang lại để ngăn biệt cái gian bếp với lại cái phòng trước của mình, cho cái cảm giác nó riêng biệt một chút xíu. Rồi mình cái kệ đó thì mình có thể là mình bỏ đồ này kia lên mình trưng luôn. Đó, chẳng hạn như tầm ở cái miếng này nữa cả nhà. Đó, mình ngăn ngang đây thôi. Ở đây trước thì mình làm phòng khách. Đó. Phía trước thì cũng đã có cái cửa sắt bảo vệ cho mình luôn rồi nè. Rồi mình nhìn lại ở phía trước một cái nữa nha. Nói chung thì căn nhà này thì ai, cô chú anh chị nào mình muốn làm hàng xóm với Nhân thì rất là tuyệt vời luôn, tại kế bên nhà luôn rồi. Rồi mình nhìn lại cái quang cảnh xung quanh cái nữa thì Nhân sẽ xin kết thúc video. Và Nhân cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân. Cả nhà mình nhớ nhấn nút đăng ký kênh của Nhân để có thể là xem được những video sau nữa, thì biết đâu những video sau mình sẽ gặp được những căn nhà, những lô đất hoặc là một cái dự án là mình cảm giác mình ưng ý với vị trí đó, và quan trọng nhất là vừa với tài chính của mình, thì lúc đó cứ gọi cho Nhân, Nhân sẽ tư vấn hết mình cho cả nhà mình luôn. Còn cô chú anh chị nào mình muốn ký gửi cho Nhân thì liên hệ với Nhân số điện thoại là 0909 117 880. Nhân sẽ xuống làm một cái video như thế này cho cả nhà mình. Còn bây giờ cô chú anh chị nào mình muốn xem những video khác nữa thì mình sẽ bấm vào những video trong màn hình nhé. Rồi, Nhân xin chào và hẹn gặp lại.